Tôi và bố U60 nói chuyện điện thoại kiểu. Alo ông kia nè. Em bé của bố. Con đang định gọi cho bố lên đấy. Ôi, gì hóa thế à? Chứ hôm nay bố không có tiền đâu. Có không xin tiền đâu, con đầy tiền. Thế cho bố một ít. Thế con gọi bố làm gì? Tự nhiên con xem phim con nhót mót chồng xong con nhớ bố quá gọi. Thế à? Ồ, xem phim xong mới nhớ tới bố. Thì bình thường vẫn nhớ nhưng hôm nay nhớ hơn. Bố... bố gọi làm gì đấy? Em không có về ăn cơm với bố không? À, không ăn đâu. Con không ăn đâu. Không ăn đấy. Một tháng nay rồi bố chưa ăn cơm với em nữa nhé. Em về mời bố để bố ăn, bố chờ. mời thì dễ nhưng mà con về muộn lắm, lâu lắm. Lâu rồi, bố chờ. Ok, thế chờ nhá. Bye bye. Bye bye. Cái gì cơ? Cái gì? Nói to lên cơ. Không, nói gì bố vừa nói cái gì cơ? Bé hết yêu bố rồi à? Bé hết yêu bố rồi à? Trời ơi, cứu tôi. Quên. Cứu tôi, trời ơi. Yêu bố, thương bố, nhớ bố được chưa? Rồi, ok. Bố là một người luôn ít thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, chỉ để ở trong lòng và luôn dùng hành động với con. Tuy nhiên mới đây, dân tình truyền tay nhau đoạn clip về một cậu con trai khi được bố gọi điện thoại đã vô cùng vui mừng. Cuộc nói chuyện của hai bố con khiến ai nghe xong cũng bật ngửa vì quá sức đáng yêu. Thậm chí nhiều người còn để lại bình luận khen ông bố này đáng yêu quá, dù ông con đã lớn đùng ra đấy mà vẫn gọi em bé của bố. Bên cạnh đó, cũng không ít những bình luận được chia sẻ. Thật tuyệt, giờ mình muốn gọi bố cũng không được nữa rồi. Nghe bố gọi con trai bằng em bé mà tôi thấy cưng làm sao, thật ghen tị. Alo ông kia nè. Yo, em bé của bố. Thế à? Ồ, xem phim xong mới nhớ tới bố. Bình thường vẫn nhớ nhưng hôm nay nhớ hơn. Thế em thì bố... Bố gọi làm gì đấy? Em không có về ăn cơm với bố không? Không ăn đâu. Con không ăn đâu. Không ăn đấy. Một tháng nay rồi bố chưa ăn cơm với em nữa nhé. Hay em về mời bố để bố ăn, bố chờ. Mời thì dễ nhưng mà con về muộn lắm, lâu lắm. Lâu rồi, bố chờ. Ok, thế chờ nhá. Bé hết yêu bố rồi à? Bé hết yêu bố rồi à? Trời ơi, cứu tôi. Quên. Trời ơi. Yêu bố, thương bố, nhớ bố được chưa? Rồi, ok.